Người phụ nữ này đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm giữ phương tiện do vi phạm chở hàng công kênh vượt quá giới hạn quy định và không xuất trình được giấy phép lái xe. Trong trường hợp này, nếu như bằng lái đã được tích hợp trên VNEID thì phương tiện sẽ không bị tạm giữ. Hiện tại bằng lái xe vẫn đang ở dưới phường nhưng mà chưa đi lấy. Nếu mà tích hợp được ấy thì rất là tiện bởi vì là công an mà có kiểm tra thì cũng vẫn là ok. Mặc dù biết rõ lợi ích của việc tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng định danh điện tử, thế nhưng vẫn chưa thực hiện. Và đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo thông tư 28 năm 2024 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc kiểm tra giấy phép lái xe qua ứng dụng VNEID sẽ có giá trị như giấy tờ trực tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều người dân vẫn chưa chủ động tích hợp, dẫn đến quá trình kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Mình thấy là chỉ cần mang cái điện thoại thôi là được, không cần phải mang quá nhiều giấy tờ. Mình nghĩ thế thôi chứ mình chưa vào cái trường hợp mà phải mà dùng đến cái việc đấy. Chưa dùng bao giờ cho nên chắc là nó cũng phải đăng nhập những mất thời gian. Trước mắt là như thế, còn sau này có lẽ là mọi người sẽ quen thì nó sẽ nhanh hơn. Việc tích hợp giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang theo các loại giấy tờ vật lý, sẵn sàng xuất trình được các loại giấy tờ khi được yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Thuận lợi cho lực lượng chức năng có thể tra cứu ngay được các loại giấy tờ này có hay không hoặc đang bị tạm giữ còn thời hạn hay không ở các cơ quan khác. Có một số trường hợp chưa tích hợp, chúng tôi cũng đã tuyên truyền và hướng dẫn những người chưa tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNID về nhà sẽ tích hợp. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai đồng bộ trên cả nước, qua công tác kiểm tra thực tế của lực lượng cảnh sát giao thông, ghi nhận tình trạng người dân chưa có thói quen sử dụng ứng dụng định danh điện tử. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải có những biện pháp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, thậm chí ra quy định cứng, tạo lập văn hóa tham gia giao thông hiện đại, văn minh.